Mở màn hình nó không lên này, vẫn cứ đen xì nhá. Mà gọi đến nó vẫn đổ chuông. Gọi đến vẫn thấy được. Vâng. Gọi đến mình trượt thì vẫn nghe được. Đấy, trượt đến vẫn nghe được. Đấy, hoặc là quá này, không mở được. Hoặc là cắm sạc vẫn nghe thấy từng cái nhưng không sáng màn hình. Thì cái trường hợp này là cái kiểu mà nó bị lỗi phần mềm nhẹ nhẹ. Thì ấn giữ cái phím home này với phím nguồn này, ấn giữ một lúc. Cứ giữ cho đến khi máy tự tắt nguồn đi. Sau đó bỏ tay ra. Sau đó lên táo nó khởi động lại là được. Đây bây giờ để nó tự khởi động lại xong rồi là mình kiểm tra lại là nó lại bình thường ngay. Cái trường hợp này bị nhiều rồi, kể cả Samsung đôi lúc nó cũng bị. iPhone là bị nhiều nhất. Một gì nhỉ? 161970. Đấy. Chỉ cần khởi động lại như thế phát là nó hết ngay mà. Đó, ok chưa? Ừ. Đấy, lần sau mà có bị vậy thì chú cứ thế chú làm thử nhá. Ừ. Vừa ấn cái nút tắt, vừa ấn cái nút ấy dưới kia. Vừa ấn nút nguồn và nút home này, ấn giữ một lúc nhá, nó tự tắt nguồn đi. Sau đó là lên táo, lên cái logo táo đây rồi mình thả tay ra, rồi nó khởi động lên là được. Có thế thôi. Ok. Không phải tiền ạ. À.